Hãy tưởng tượng một viễn cảnh thảm họa. Một phần của trái đất không có điện. Những thành phố lớn tối đen hoàn toàn. Một vụ mất điện lớn như ta vừa tưởng tượng thực tế đã từng xảy ra. Vào ngày 15 tháng 3 năm 1989, nó diễn ra ở Canada, khiến 10 triệu người chìm vào bóng tối. Chào quý vị, đêm qua toàn thành phố Quebec một lần nữa chìm vào bóng tối. Sáng nay, người dân Quebec đã có một buổi sáng đẹp trời, nhưng trong vài giờ đồng hồ sau đó, hệ thống điện của toàn thành phố đã ngừng hoạt động. Giờ cao điểm hoàn toàn không có tàu điện ngầm, một người dân Montreal và ngoại ô phải đi xe buýt và chờ đợi rất lâu. Những người có con nhỏ phải đưa con đến nơi làm việc, vì phần lớn trường học và nhà trẻ đều ngừng hoạt động. Các ngân hàng phải làm việc mà không có máy tính và hệ thống ATM. Ở ngân hàng Desjardins, người ta tự hào vì đã đầu tư vào hệ thống sao lưu dữ liệu phòng trường hợp mất điện. Ở siêu thị Provigo, 90.000 kg thịt chưa được phân loại và chuyển đi vẫn đang nằm trong kho lạnh mà không có điện. Thật may là giờ vẫn đang còn là mùa đông. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, các nhà khoa học đã nhận ra vụ mất điện khổng lồ này có liên quan tới một cơn bão lớn hình thành trên bề mặt của mặt trời. Những luồng gió mặt trời đã đưa các hạt mang điện tích tới trái đất, và các phân tử này lan truyền trên mặt đất mạnh tới nỗi hệ thống điện ngừng hoạt động. Ngày nay, nếu một cơn bão mặt trời như vậy xảy ra thì sao? Các mạng lưới viễn thông có thể sẽ bị tác động mạnh nhất vì chúng rất nhạy cảm với các hoạt động của mặt trời, và hậu quả có thể rất tồi tệ. Mất điện, vệ tinh hỏng hóc, hệ thống GPS và điện thoại di động không hoạt động, từ đó làm ngưng trệ mọi hoạt động xã hội sử dụng những công cụ này. Lần đầu tiên trong lịch sử, vào năm 2009, một báo cáo từ Viện Khoa học Hoa Kỳ và NASA đã ước tính chỉ cần một trận bão mặt trời có thể hủy hoại nền kinh tế Mỹ trong một thập kỷ và gây tổn thất lên tới 6.000 tỷ đô la. Vậy ta có nên lo điều tồi tệ nhất ấy xảy ra không? Cá nhân tôi nghĩ rằng cần phải cẩn thận với những kịch bản thảm họa. Khi ta làm loại kịch bản này, ta sẽ khuấy động sự sợ hãi của mọi người. Ta phải thật bình tĩnh. Hiện tại, hoạt động của mặt trời khá yếu. Ta còn rất ít thời gian, nhưng vẫn cần phải làm một điều gì đó. Ta không thể phí thời gian được, cần phải sẵn sàng, không được sợ hãi, bởi điều đó không giúp được gì cả. Người đàn ông đang nhàn nhã đạp xe qua quảng trường lớn ở Atwe chính là Jean Listen. Ông là một trong những nhà khoa học đầu tiên hiểu được tầm quan trọng của tác động mà khí tượng học mặt trời gây lên trái đất. Theo thời gian, ông đã trở thành đại diện của châu Âu trong ngành nghiên cứu còn rất non trẻ này. Suốt 10 năm qua, ông đã tổ chức Tuần Khí tượng học Vũ trụ, một sự kiện khoa học đang thu hút sự chú ý. Hồi đầu chỉ có khoảng 50 nhà khoa học tham dự buổi gặp mặt này. Còn ngày nay, nó có hơn 500 người tham dự đến từ khắp thế giới, làm ở nhiều lĩnh vực khác nhau, mà tất cả đều bị tác động bởi khí tượng học vũ trụ. Đây là một cuộc họp mang tính khoa học cao, dự báo về hiện tượng lóa mặt trời và sự mô hình hóa hiện tượng này, làm thế nào để hiểu được nó. Còn đây là một cuộc họp chú trọng về khía cạnh pháp lý của thời tiết vũ trụ. Nếu chúng tôi dự báo được điều gì thì sao? Nếu sai, liệu chúng tôi có phải chịu trách nhiệm pháp lý không? Ở căn phòng thứ ba, chúng tôi nói về những hỏng hóc mà thời tiết trong vũ trụ có thể gây ra cho vệ tinh. Vì thế, đây là những người lắp đặt trạm vệ tinh hoặc phóng trạm vệ tinh. Thời tiết vũ trụ bao gồm hai vấn đề chính.
Đầu tiên là một hiện tượng hoạt động của mặt trời. Trái đất nằm trong vùng hoạt động của mặt trời, và những hoạt động này có tác động đến rất nhiều hiện tượng tự nhiên và nhân tạo trên trái đất. Bầu khí quyển và thượng quyển sẽ nóng lên và di chuyển, tạo ra các luồng electron và ion. Đây là những hiện tượng sẽ ảnh hưởng tới công nghệ của chúng ta. Và rồi còn bản thân quy luật của nó, chính là việc mọi thứ sẽ bị tác động như thế nào, vào lúc nào, liệu sẽ là ngày mai hay ngày kia, liệu ta có thể dự báo được không, và liệu ta có thể xây dựng mô hình các hiện tượng này được không, liệu chúng ta có thể cảnh báo mọi người là hãy cẩn thận, bạn sẽ gặp vấn đề ở mức độ này vào thời điểm như thế. Đó chính là quy luật. Thời tiết vũ trụ chính là việc hiểu về môi trường và các hiện tượng, cũng như khả năng dự đoán và ước lượng các tác động những hiện tượng này có thể gây ra. Ça c'est, il faut aussi écrire B. B0, ici on met B0, et là on a un B0 aussi, à 0, parce que tại Auxerre, Pháp, nhà thiên văn học Sacha Brun đang mô hình hóa mặt trời bằng các phép toán để có thể hiểu rõ hơn cách nó hoạt động, cũng như cách nó tác động lên môi trường xung quanh và các hành tinh khác, trong đó có trái đất. Cùng với chiếc máy tính lớn nhất thế giới, thì Sacha Brun và các đồng nghiệp đã mô hình hóa được mặt trời. Mặt trời là một quả bóng gà lớn tạo bởi hai vùng chính. Vùng đối lưu bên ngoài rất hỗn loạn và vùng bên trong, nơi năng lượng được tạo ra bởi các photon. Trong tâm mặt trời là phần lõi nguyên tử cung cấp nhiên liệu trong thời gian dài. Để bạn thấy dễ hiểu hơn, thứ đó giống như vài trăm ngàn tỷ nhà máy năng lượng hạt nhân, hoặc là đem 600 triệu tấn hydro đốt mỗi giây trong một cái búng tay như thế này. Năng lượng đó đã giúp mặt trời cháy liên tục trong 4,5 triệu năm, và nó sẽ tiếp tục cháy trong ít nhất là 4,5 triệu năm nữa. Nếu như nó cấu tạo bởi than và không có phần lõi nguyên tử, nó sẽ chỉ có thể cháy trong 20.000 năm mà thôi. Một lẽ dễ thấy là mặt trời phát ra ánh sáng và nhiệt, nhưng nó phát ra cả các hạt nữa. Tại sao mặt trời lại phát ra hạt? Đó là cái mà chúng ta gọi là gió mặt trời. Mặt trời tạo ra loại gió này vì bề mặt của nó quá nóng. Phần rìa bên ngoài của nó không thể ổn định được. Nó trở thành một loại gió vĩnh cửu, và do đó, mặt trời có gió, một loại gió thổi khắp hệ mặt trời của chúng ta. Và thỉnh thoảng sẽ có bão hình thành. Khi có thứ gì bùng nổ, vật chất rắn sẽ bắn ra vũ trụ và bay khắp toàn bộ hệ mặt trời. Đó là cái được gọi là thời tiết vũ trụ. Điều các nhà nghiên cứu chúng tôi quan tâm là hiểu được cách lan truyền của những đám mây tử tính này và chúng tác động lên các hành tinh như thế nào. So với mặt trời, trái đất chỉ là một hành tinh tí hon luôn liên tục tắm trong bề mặt các hạt mang điện phát ra từ mặt trời. Trong tình trạng bình thường, gió mặt trời mất 2 ngày để tới được trái đất. Khi tới, nó hướng về hai cực do đặc điểm của trường điện tử bao bọc trái đất. Khi hạt mang điện của mặt trời tiếp xúc với các nguyên tử ở tầng thượng quyển, một phản ứng phát sáng hình thành. Đây chính là nguyên nhân tạo ra hiện tượng cực quang. Đó là hiện tượng dễ thấy nhất của sự tác động mà mặt trời đem lại cho trái đất. Do vậy, vòng Bắc Cực là địa điểm lý tưởng để ngắm cực quang. Ở phía Bắc Na Uy, trên đỉnh Vịnh Hẹp, xa khỏi ánh sáng lấp lánh của các thành phố và những hoạt động của con người là một cơ sở đặc biệt, Radar Isket. Các nhà nghiên cứu khắp thế giới đến đây để làm việc và quan sát. Jean Listen và một nhà thiên văn học khác cùng phòng thí nghiệm, Matteo Bartolomei, đã tới đây làm việc được 10 năm vào những đêm tháng 2, khi mà cực quang rõ nhất. Họ đến để thực hiện những đo đạc ở một khu vực trên tầng khí quyển mà cho tới nay ta vẫn có rất ít hiểu biết. L'activité solaire
hoạt động của mặt trời có tác động đến toàn bộ môi trường vũ trụ, và điều chúng tôi muốn làm là đo mức độ tác động đó. Ở độ cao 50 km trở xuống, ta vẫn ở vùng khí quyển thấp, có thể thả bóng bay để đo đạc. Trên 300 km, ta bắt đầu có vệ tinh, và trên 500 km, ta có trạm không gian. Nhưng có cả một vùng khí quyển, ta không có cách nào đo được thật chuẩn. Thứ duy nhất có thể dùng để đo được là ánh sáng phương Bắc, bức xạ ban đêm của hiện tượng cực quang tím. Khu vực nằm ở độ cao từ 50 km đến 200 km được gọi là tầng điện ly. Đây là nơi những cơn gió mặt trời đầy hạt tích điện xâm nhập vào khí quyển, do đó cũng là nơi quyết định khí tượng học vũ trụ. Để quan sát tầng điện ly, Mathieu ở lại điều khiển radar. Hiện đang là âm 25 độ C. Jean sẽ lái xe khoảng 1 tiếng rưỡi trong màn đêm đen đặc để đến một đài quan sát nhỏ, cách xa thế giới loài người. Tại đây không được có ánh sáng, bởi nó có thể làm nhiễu những đo đạc mà Jean chuẩn bị thực hiện. Cực quang có thể có nhiều màu khác nhau, và đội của Jean đã khám phá ra cách đây vài năm rằng đèn đỏ trong cực quang đã bị phân cực. Giống hệt như ánh sáng trong phim 3D ư? Nó hướng về người quan sát theo những hướng cố định. Sự phân cực này chính xác là cái mà Jean sẽ quan sát. Thiết bị chúng tôi sử dụng là SPP, phân cực kế quang phổ. Chúng tôi muốn nó và tia radar gặp nhau tại độ cao 220 km. Nếu tôi nhìn hướng này và Mathieu đứng kia, cậu ấy phải nhìn về hướng đó. Tia nhìn của chúng tôi phải gặp nhau ở chính xác độ cao 220 km. Chúng tôi đã tính toán góc độ cậu ấy phải đặt radar để chúng tôi gặp nhau chính xác tại độ cao 220 km. Đó là nơi phân cực tối đa và màu đỏ của ánh sáng phương Bắc rực rỡ nhất. Tôi đang chỉnh góc độ anten cho nó cao hơn một chút. Hiện tại, nó đang chỉ về phía Tây. Nó có độ cao 33 độ. Chúng tôi sẽ nâng nó lên 45 độ. Được rồi, bạn có thể nhìn bảng điều khiển, thấy nó đang nâng lên. Effectivement, elle est en train de s'élever. Hiện giờ thì chúng ta cần phải thực hiện cả hai thí nghiệm cùng một lúc và ở cùng một vùng trời để có thể so sánh dữ liệu của radar và dữ liệu quang học. Khi bắt đầu, chúng tôi sẽ nói, đi câu thôi. Hiện giờ thì chúng tôi vẫn đang phải câu, vì chúng tôi chỉ đang đo quần sáng đỏ của ánh sáng phương Bắc, thường sẽ ở trên cùng. Nhưng thiết bị công nghệ thế hệ mới sắp ra lò, và chúng tôi có thể đo được tất cả các màu. Chúng tôi rất mong là các màu khác nhau sẽ đem lại những thông tin khác nhau. Mong là sẽ có được một bản dữ liệu thực sự sâu rộng. Với những thông tin về thành phần tầng điện ly, các nhà nghiên cứu muốn tìm ra cách môi trường của trái đất phản ứng với các hoạt động của mặt trời. Vào cuối thế kỷ 21, một nhà vật lý học Na Uy, Christian Birkeland, đã hiểu được rằng cực quang có liên quan trực tiếp tới mặt trời. Ông đã làm ra một công cụ gọi là Terilla, thứ đã rơi vào quên lãng sau khi ông mất và cách đây vài năm mới được tìm lại. Ngày nay, Terilla được coi là một di tích lịch sử ở Na Uy.
tại Bảo tàng Đại học Tromso, Jean và Mathieu đã đến để quan sát thí nghiệm mang tính cột mốc trong khí tượng học vũ trụ. Trong một căn phòng chân không, Birkeland đặt một quả cầu mang từ tính đại diện cho trái đất trước một khẩu súng electron đại diện cho mặt trời. Với thứ này, anh sẽ quan sát được những quầng sáng tương tự như cực quang. Bốn năm trước, nhờ những cảm ứng mà thí nghiệm của Birkeland mang lại, Jean Liston và các đồng đội đã thiết kế ra Planetarella, một thiết bị mô phỏng cho phép bạn có thể thấy nhiều sự tương tác giữa mặt trời và các hành tinh. Một quả cầu đại diện cho mặt trời và những quả cầu khác là trái đất hoặc các hành tinh trong hệ mặt trời. Jean đã thiết kế một thí nghiệm dễ trình bày để công chúng nhìn chung có thể tiếp cận được. Chiếc Planetarella hiện đã hoạt động ở một vài bảo tàng trên khắp thế giới. Hôm nay anh đến để thuyết trình về nó với các học sinh phổ thông ở khu Grenoble, nơi anh đang phát triển một chương trình sư phạm. Xin chào. Ở đây, tôi biết một vài cháu rồi. Các cháu học lớp 2 đúng không? Tốt. Tất cả các cháu có nhìn rõ không? Nếu không, các cháu đứng sau tôi cũng được. Đầu tiên, tôi sẽ nối cực âm của viên pin. Đây sẽ là một ngôi sao. Sau đó, tôi sẽ nối quả cầu này với cực dương. Đó sẽ là một hành tinh. Bên trong quả cầu, tôi đã để một viên nam châm. Các cháu đều biết là trái đất giống một viên nam châm đúng không? Trong lòng trái đất có nam châm đấy. Hãy xem có điều gì xảy ra nhé. Khi ta tắt đèn, mắt cần phải quen với bóng tối một chút. Để tôi giải thích cho các cháu ta đang nhìn thấy gì nhé. Hiện tại, chúng ta đang là những người khổng lồ trong vũ trụ. Ta đang nhìn vào mặt trời và hành tinh này. Như thể ta là những người ngoài hành tinh khổng lồ, ngồi trong phi thuyền khổng lồ. Giờ tôi sẽ làm một chuyện khác. Tôi sẽ thay đổi các thứ. Đây rồi. Tôi đang cho thêm không khí vào. Môi trường chân không trong đó vẫn khá mạnh. Các cháu có thể thấy nó sáng hơn, điện gần tới trái đất hơn. Có một vùng sáng hơn trong vũ trụ. Và các cháu có thể thấy điện phân bố về cực Bắc và Nam của hành tinh theo các đường từ trường. Như vậy, cái này cho phép ta hình tượng hóa những thứ vô hình, nhìn thấy cái người ta dạy ở đại học, mà phần lớn sinh viên chỉ được học dưới dạng các hàm số. Các cháu có hiểu không? Cái tôi đang nói phức tạp quá đúng không? Cảm ơn các cháu đã lắng nghe. Suốt chiều dài lịch sử, việc quan sát mặt trời đã luôn khơi gợi sự hứng thú của các nhà khoa học. Năm 1612, Galileo là người đầu tiên quan sát bề mặt mặt trời một cách khoa học bằng chiếc kính viễn vọng ông sáng chế ra. Ở Pháp, người ta đã bắt đầu quan tâm tới những quan sát khoa học này vào cuối thế kỷ 19, khi mà nhà thiên văn học Jean Janssen thành lập đài quan sát ở Meudon năm 1876. Ông chủ yếu chụp ảnh mặt trời, và kỹ thuật mới này đã làm một cuộc cách mạng trong ngành thiên văn học, bởi ảnh chụp cho phép ta lưu trữ kết quả khách quan của thứ được quan sát. Những tài nguyên 100 năm chụp ảnh mặt trời để lại được bảo quản trong căn phòng này, và mọi nhà nghiên cứu đều có thể tiếp cận. Đây là một trong những đĩa quan sát mặt trời đầu tiên của Janssen. Nó được làm ra từ năm 1888. Bạn có thể nhìn thấy những đốm mặt trời ở gần phần tâm. Nó tuyệt vời ở chỗ bạn còn thấy được cả phần tối. Đây là bộ sưu tập 4 hộp 40x40. Những cái này ra đời sau, vào năm 1908. Nó gọi là hệ thống quan sát. Và rồi đây là những đĩa nhỏ hơn, 13 đến 18 cm như thế này.
Các đĩa này được làm cho đến năm 1981. Sau đó người ta dùng khung phim và kể từ năm 2002 đến nay hoàn toàn là kỹ thuật số dưới dạng máy ghi phổ mặt trời. Tôi đã chụp từ năm 1908 đến năm 1926. Ta vẫn còn cả khoảng này, từ đây đến năm 1974, vì tôi đã làm phần từ 1974 đến nay rồi. Ta vẫn còn khoảng 50 năm nữa để chụp lại, tức là tương đương từ 15 đến 20 năm làm việc. Tôi nghĩ đến thời điểm đó thì tôi đã nghỉ hưu rồi. Đây thực sự là một bộ sưu tập đĩa kính độc nhất vô nhị đấy. Như vậy chỉ có duy nhất một khoảng thời gian không có dữ liệu quan sát mặt trời, đó là những năm chiến tranh từ 1914 đến 1918, bởi lúc đó không có ai thực hiện việc quan sát. Trong 30 năm vừa qua, bất cứ khi nào thời tiết cho phép, sẽ có một kỹ thuật viên chụp ảnh mặt trời. Khi mặt trời không ló dạng, thì một quan sát khác được thực hiện. Trong cabin này có máy ghi phổ mặt trời, một thiết bị dùng để chụp ảnh mặt trời. Nhiều chiếc gương và lăng kính được dùng để thu được hình ảnh mặt trời. Sau đó, Isabelle Buller sẽ biến hình ảnh đó thành ảnh kỹ thuật số. Đây là hình ảnh sống tôi vừa tạo ra, cho phép chúng ta nhìn được ngay lập tức trông nó như thế nào. Đây là hình ảnh H-alpha. Bạn có thể thấy, không may là có mây bay qua, nhưng nó vẫn tốt vì ta thấy được những vùng đang hoạt động cũng như các sợi dây tơ. Tôi sẽ lưu lại. Ở đây bạn có thể thấy các sợi tơ ở vùng tối hơn. Nó là khí ga, những vật chất lạnh hơn. Bạn có thể thấy ở rìa những chỗ lồi ra mà trên bức ảnh kia khó thấy. Đó là lý do chúng tôi ngừng lại. Đây rồi, ở đây ta có nhật thực nhân tạo. Chỗ lồi ra thực ra là vật chất, nó là khí phát ra từ mặt trời đi vào vũ trụ. Ở đây bạn có thể thấy nó đang bay đi khỏi mặt trời. Như vậy, có thể thấy phía đông có phần lồi ra, tạo ra sợi tơ trên đĩa và một phần lồi ra phía tây. Có thể sẽ xuất hiện lại trong chu trình quay của mặt trời. Ở đây bạn có thể thấy khu vực đang hoạt động bắt đầu sáng lên, bắt đầu có một vụ nổ mặt trời. Nó diễn ra ở chỗ có đốm mặt trời. Các đốm là những điểm nhìn thấy được của hoạt động mặt trời. Như vậy, bão mặt trời hình thành ở các vùng này. Nhìn chung, đốm mặt trời hình thành và biến mất trong vòng vài tuần. Một số có thể có đường kính lên tới 200.000 km². Trên bề mặt của mặt trời có những dòng chuyển động đối lưu của vật chất. Đó là những chuyển động quy mô lớn và luân hồi. Cả hai hiệu ứng đó tạo ra một trường điện từ thông qua hiệu ứng máy phát điện. Sự sản sinh và chuyển đổi cơ năng thành điện năng làm cho các dòng chuyển động tạo ra các vòng xoáy trên bề mặt. Các vòng xoáy này có khả năng không ổn định. Trên hình ảnh sau lưng tôi, bạn có thể thấy các đường điện từ được tạo ra bởi hiệu ứng máy phát điện trên bề mặt của mặt trời. Những vòng xoáy điện từ này là những đốm đen gọi là đốm mặt trời. Các đốm này được tạo ra do điện từ trường đâm vào bề mặt của mặt trời. Sau đó các chuyển động hỗn loạn và đối lưu trên bề mặt làm xoáy các điện từ mất ổn định và phát nổ, bắn ra vật chất và những tia sáng cực sáng, chính là những cơn bão trong những cơn gió vĩnh cửu của mặt trời. Trong giai đoạn bình ổn, thường trong mỗi 3 ngày có một vụ nổ lớn, gọi là siêu bão mặt trời, và trong giai đoạn hoạt động thì một ngày có khoảng 3 vụ. Như vậy, ta có thể thấy ở mức tối thiểu, hoạt động của mặt trời chỉ bằng 1/10 mức tối đa. Tất nhiên là mọi chuyện còn phụ thuộc vào mức độ hiệu suất tác động địa lý của nó và liệu nó có tác động đến trái đất được hay không. Những vụ nổ xảy ra ở mặt trời không hẳn tất cả đều có tác động đến trái đất nếu nó nằm ngoài đường đi của các đám mây từ. Đây là biểu đồ chu trình hoạt động mặt trời, xây dựng bằng những quan sát hệ thống. Qua đó, ta có thể thấy mức hoạt động tối đa và tối thiểu từ năm 1919 đến năm 1965 dựa theo số lượng đốm mặt trời trung bình mỗi tháng.
Nó biểu thị vòng tuần hoàn kéo dài 11 năm của hoạt động mặt trời. Đây là đồ thị cánh bướm bởi nó có hình dạng giống cánh bướm, mở rồi đóng rồi lại mở. Đã 40 năm và cho tới tận bây giờ, bạn vẫn có thể thấy vòng tuần hoàn hoạt động 11 năm. Tuy nhiên, trận bão mặt trời lớn nhất từng được thu lại từ trái đất lại diễn ra trong thời gian mặt trời ít hoạt động. Đó là sự kiện Carrington. Ngày 1 tháng 9 năm 1859, nhà thiên văn học người Anh Richard Carrington đã quan sát một đốm mặt trời khổng lồ và vẽ lại. Đêm hôm sau, cực quang hiện rõ tới tận Caribe và sáng tới mức người ta nói có thể đọc được báo vào nửa đêm. Những dòng điện truyền trong mặt đất khiến điện tín bốc cháy và nhiều công nhân bị sốc điện. Nếu một sự kiện như vậy diễn ra vào ngày hôm nay, hậu quả sẽ khó có thể tưởng tượng nổi. Do vậy, cực kỳ cần thiết phải hiểu hơn về các hoạt động của mặt trời. Tại đây, giữa khu rừng Solonier, cách xa hết sức có thể khỏi bất kỳ sự nhiễu điện từ nào, các nhà khoa học đang lắng nghe mặt trời thông qua sóng vô tuyến. Ở trạm vô tuyến thiên văn Nancy, một phần của đài quan sát Paris, những thiết bị trên cao khổng lồ đang liên tục thu lại tín hiệu vô tuyến của mặt trời. Mặt trời phát ra phóng xạ với tần suất và bước sóng băng tần rộng. Ở Meudon, chúng ta có thể quan sát mặt trời trong vùng nhìn được, tức là chỉ ở một băng tần suất hoặc bước sóng nhỏ. Còn ở đây, Nancy, chúng tôi quan sát mặt trời bằng băng tần lớn, vì thế cần những dụng cụ khác hẳn như ở Meudon. Bạn có thể thấy ở đây là anten vô tuyến được phân bố ra một không gian lớn. Với những anten này, ta có thể tái tạo hình ảnh bầu khí quyển mặt trời bằng sóng vô tuyến. Ở Nancy, tất cả các thiết bị máy tính được đặt trong lồng Faraday. Đây là một chiếc lồng tuyệt vời dùng để bảo vệ máy khỏi nhiễu điện. Bạn có thể nhìn thấy trên màn hình điều khiển những tín hiệu khác nhau được truyền qua anten theo thời gian thực. Trên màn hình này, ta có các hình ảnh phần quầng mặt trời tái tạo trên thời gian thực và quan sát tại 8 tần số khác nhau. Cái này cho phép ta có hình ảnh 3 chiều của quầng mặt trời. Còn ở đây, đáng tiếc là trong lúc tôi nói chuyện với bạn, ta không có hình ảnh rõ nét của mặt trời bởi có vẻ như có tín hiệu nhiễu đang làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mặt trời. Dễ thấy ngày nay muốn tiếp tục quan sát qua vô tuyến từ mặt đất khó thế nào bởi có quá nhiều điện thoại và các thiết bị công nghệ khiến môi trường điện từ toàn cầu đang ngày càng nhiễu loạn. Vì thế, rất khó để tìm một địa điểm hoàn toàn không có những sóng vô tuyến nhiễu. Attention pour le décompte final. 10, 9, 8. Để tránh những ô nhiễm mạnh trên trái đất, các nhà khoa học ngày càng dựa nhiều hơn vào những quan sát mặt trời thực hiện bởi vệ tinh. Top à l'image moteur Vulcain. À l'image confirmée. Top à l'image EAP décollage. Top. SOHO, vệ tinh cũ nhất được phóng năm 1995. Vệ tinh này là sự phối hợp của châu Âu và NASA. Nó được dùng để quan sát trực tiếp những vụ nổ mặt trời. Một vệ tinh khác cũng tham gia cùng nó trong việc gửi về những hình ảnh chất lượng cao vô cùng chi tiết trong nhiều quang phổ màu khác nhau. Một vệ tinh khác, ACE, nằm ở vị trí giữa mặt trời và trái đất. Giống như hải tiêu, nó phân tích thành phần của gió mặt trời và phát ra cảnh báo 30 phút trước khi bão điện từ hình thành trên trái đất.
Cuối cùng, hai vệ tinh gọi là Stereo A và B nằm ở hai bên mặt trời. Chúng cho phép ta lần đầu tiên nhìn thấy toàn bộ mặt trời và đem lại hình ảnh ba chiều của những vụ nổ trong vũ trụ. Nó cho phép ta xác định liệu những vụ nổ đó có tác động đến trái đất hay không. Như vậy, các nhà khoa học có dữ liệu nhiều chiều để nghiên cứu, nhưng rất khó để nhận được dữ liệu này liên tục 24 giờ mỗi ngày. Ở Kiel, phía bắc nước Đức, bên bờ biển Baltic, không phải ai cũng đến để tắm biển. Peg Dudek là một giáo sư địa lý đã về hưu. Ông đã thu thập được những thiết bị ấn tượng từ những bãi thải quân sự. Và cùng một người bạn, ông đã xây một trạm thu sóng sau vườn nhà. Đến một ngày, ông rất ngạc nhiên khi được NASA liên hệ. Đó cũng là cách mà ông trở thành tình nguyện viên của NASA. Ông giúp họ thu thập những dữ liệu mà sau đó được cho phép tiếp cận bởi tất cả mọi người, dù có phải là nhà khoa học hay không. Gần đây, châu Âu đã nhận ra tầm quan trọng của thời tiết vũ trụ và những hậu quả mang tính sống còn nó có thể đem lại cho nền kinh tế. Vào tháng 4 năm 2013, Đài quan sát Hoàng gia Bỉ đã trở thành trung tâm hợp tác châu Âu về kế tượng học vũ trụ. Trung tâm này chuyên quan sát mặt trời 24 giờ một ngày, 7 ngày một tuần. Các nhà khí tượng học vũ trụ có nhiệm vụ dự đoán các cơn bão mặt trời càng sớm càng tốt. Mỗi tuần, các nhà khoa học đều họp lại để xem xét tình hình. Các nhà nghiên cứu khác có thể tham gia bằng họp trực tuyến. Ngày hôm nay, Jean Listen tham gia với tư cách như vậy. Những buổi họp này cho phép tìm ra những xu hướng chính trong hoạt động sắp tới của mặt trời. Mỗi nhà dự báo sau đó sẽ phải viết một bản báo cáo thời tiết vũ trụ hàng ngày. Dự báo thời tiết vũ trụ là một môn khoa học giờ vẫn đang trong thời kỳ sơ sinh, giống dự báo thời tiết trái đất thời kỳ đầu. Nhưng trong vài năm trở lại đây, nhiều nhà công nghiệp đã nhận ra bão mặt trời có thể gây rủi ro lớn tới mức độ nào. Các công ty điện năng là những người đầu tiên hành động để bảo vệ chúng ta. Ở châu Âu thì Thụy Điển chính là những người tiên phong vì nó đã từng trải qua một vụ mất điện lớn do bão mặt trời. Câu chuyện đó diễn ra vào ngày 31 tháng 10 năm 2003, ngày mà thành phố Malmö mất điện hoàn toàn. Vệ tinh Soho đã thu lại được trận báo lớn này. Nó lớn tới nỗi làm mù cả thiết bị dùng để đo đạc nó. Một mô phỏng đã cho thấy cách dòng điện từ mặt trời xâm nhập vào đất đã làm các máy biến áp quá tải như thế nào. Tại Ludvika, cách Stockholm 200 km về phía Tây Bắc là một trong số ít những trung tâm nghiên cứu và sản xuất máy biến áp. Trên thế giới, có ít các nhà sản xuất máy biến áp. Đó là những thiết bị rất khó lắp ráp và cần phải có những hiểu biết kỹ lưỡng và cụ thể. Vì thế sẽ mất rất nhiều thời gian mới có thể thay thế được chúng nếu chúng bị bão mặt trời làm hỏng bởi loại thiết bị này không có đồ dự trữ. Ở nhà máy Ludvika, các kỹ sư đang kiểm tra máy biến áp bằng cách thử nghiệm trong các sự kiện lớn để xem liệu chúng có ổn định không. Sẽ còn cần rất nhiều thời gian để thay tất cả máy biến áp cũ bằng các thiết bị thế hệ mới này. Các công ty cung cấp năng lượng đã học được nhiều từ những chuyện xảy ra ở Quebec và Malmö. Họ đã bắt đầu nghiên cứu để hiểu điều gì thực sự xảy ra trong những đường dây năng lượng và tìm ra giải pháp.
Thậm chí từ dưới đáy biển cũng có thể cảm nhận được những tác động của thời tiết vũ trụ. Lindabas là một chiếc tàu thả cáp quang ở độ sâu 6.000 mét. Cáp này có thể truyền lượng thông tin tương đương 120 triệu cuộc điện thoại cùng một lúc. Ngày nay, 95% điện thoại, Internet và truyền thông vô tuyến đi qua những đường cao tốc dưới biển này. Các kỹ sư vẫn sẽ cần một vài thập kỷ mới có thể kết nối được. Ngày nay, những sợi cáp này được làm từ sợi quang truyền ánh sáng. Ánh sáng không nhạy cảm với tác động của thời tiết vũ trụ. Nhưng qua khoảng cách dài, những tín hiệu quang này phải được khuếch đại bằng máy nhắc dùng năng lượng từ cáp đồng. Loại cáp này bị tác động bởi những tín hiệu nhiễu điện từ. Đây là loại cáp thường thấy ở các mạng lưới ngầm dưới biển. Bên trong có một tá sợi được bọc đồng để cấp năng lượng cho cáp. Phần kim loại còn lại chỉ là một cái khung bảo vệ cáp khỏi các vấn đề có thể xảy ra trong vòng đời của nó. Các công ty hiện nay đang tính đến những rủi ro liên quan tới cáp đồng. Điện thế của cáp được điều chỉnh tự động trong thời gian thực theo những dao động gây ra bởi thời tiết vũ trụ. Dù trên mặt đất hay dưới đáy biển, rất khó để tránh khỏi những tác động của thời tiết vũ trụ. Và bầu trời cũng vậy. Đó là lý do ta cần phải theo dõi vệ tinh. Việc chúng hoạt động không hiệu quả là cực kỳ quan trọng với đời sống thường nhật của chúng ta. Trung tâm laser từ xa thuộc đài quan sát Côte d'Azur ở Pháp chuyên theo dõi vệ tinh. Khi có bão mặt trời, sóng của các vệ tinh định vị bị nhiễu và thông tin đưa về trái đất có thể bị tác động. Để có thể chắc chắn từng mm một về khoảng cách giữa vệ tinh và trái đất, thì ta phải đo bằng tia laser. Vậy kế hoạch tối nay của chúng ta thế nào? Ta phải quan sát khoảng 20 cái vệ tinh. Sẵn sàng rồi. 4, 3, 2, 1. Bắt đầu chạy chương trình theo dõi. Các vị trí đã được gửi đến kính viễn vọng. Kính viễn vọng đang di chuyển. Chúng tôi sẽ kết nối với Galileo. Xong rồi, cậu bắn laser vào nhé. 3, 2, 1, dừng. Laser đã được phóng. Ta đã nhận được laser phản hồi. Vệ tinh cao 23.569 km. Tại đây, chúng tôi đo khoảng cách với độ chính xác đến từng cm. Tia laser được tạo ra trên chiếc bàn này và được phóng bởi hệ thống những tấm gương bên trong kính viễn vọng. Mỗi xung laser đều chứa rất nhiều năng lượng, bởi mục tiêu là nó phải chạm tới những vệ tinh vô cùng cao như cụm GNSS, cụm vệ tinh GPS. Cụm này cách trái đất khoảng từ 20.000 đến 25.000 km. Hệ thống GPS hoạt động nhờ khoảng 25 đến 27 vệ tinh phân bố quanh trái đất. Nhờ vậy, một người dùng trên mặt đất cùng lúc có khả năng bắt 4 vệ tinh khác nhau. Các vệ tinh này truyền vị trí đến người dùng và người dùng đo đạc thời gian để mỗi thông tin từ vệ tinh có thể truyền đến họ. Những dữ liệu này được chỉnh đúng lại thường xuyên và rất hữu dụng đối với mọi nhà công nghiệp hoặc các cá nhân cần định vị chính xác. Trái đất vẫn luôn luôn bị tác động bởi bão mặt trời.
Đó là một thế giới rất mong manh, đã có thể bị hủy hoại nếu trận bão mặt trời ngày 23 tháng 7 năm 2012 chạm đến trái đất. Những hình ảnh mà vệ tinh Stereo A thu được đã cho phép các nhà khoa học kết luận là trận bão này còn mạnh hơn trận ta từng thấy ở Carrington năm 1859. May mắn thay cho chúng ta là nó diễn ra ở hướng ngược lại với trái đất. Chúng tôi luôn băn khoăn về khả năng xảy ra một sự kiện lớn. Để hiểu điều này hơn, bạn sẽ phải nhìn nhận mặt trời trong điều kiện thông thường của nó, tức là một ngôi sao. Cho đến giờ, chúng ta đã nghiên cứu những ngôi sao giống mặt trời có trọng lượng tương đương hơn kém khoảng 20%, và chúng ta cũng đang nghiên cứu xem có bao nhiêu trong số đó đang hoạt động và có khả năng phát nổ hoặc siêu phát nổ, tức là những sự kiện ít nhất là ngang với sự kiện Carrington hoặc mạnh gấp 10.000 lần sự kiện đó. Những người đồng nghiệp Nhật Bản đã cho thấy khả năng đó không hề nhỏ. Khoảng 800 năm một lần sẽ xảy ra những sự kiện mạnh hơn sự kiện Carrington ít nhất 100 lần. Và khoảng 5.000 năm sẽ có một sự kiện mạnh hơn sự kiện Carrington 10.000 lần. Như vậy, bạn có thể thấy là với nhân loại, khả năng xảy ra một hiện tượng siêu phát nổ, phá hủy nền văn minh công nghệ là không hề nhỏ chút nào. Thời tiết vũ trụ là một ngành nghiên cứu mới, nhưng nó sẽ còn ở đây lâu dài và xâm nhập vào cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Theo tôi, chắc chắn rằng chỉ trong vài năm tới, chúng ta sẽ nhắc đến dự báo thời tiết vũ trụ giống như ngày hôm nay ta xem dự báo thời tiết hàng ngày. Phải, rồi nó sẽ trở thành một phần của cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Không phải cái gì để ta sợ hãi, mà là thứ sẽ giúp chúng ta sống tốt hơn trong tương lai. Chào quý vị và các bạn. Đêm qua, quá nửa đêm một chút, đã có một vụ nổ mặt trời xảy ra trên bề mặt mặt trời. Trong vòng vài ngày tới, gió mặt trời sẽ thổi với tốc độ nhanh hơn bình thường, có thể lên tới 2.100 km/giây. Điều này có nghĩa là khả năng sẽ có một cơn bão điện từ khổng lồ ở Bắc Bán Cầu. Chúng ta sẽ có thể được ngắm ánh sáng phương Bắc tuyệt đẹp ở Scandinavia, Scotland, Canada và Alaska như các bạn đang thấy ở bức ảnh sau lưng tôi. Thậm chí Paris cũng có khả năng được ngắm hiện tượng này nếu buổi tối trời quang đãng. Bạn có thể sẽ gặp nhiễu tín hiệu vô tuyến cũng như GPS và sóng truyền hình có thể không tốt nếu bạn dùng trạm vệ tinh. Mặt khác, các công ty điện đang đề cao cảnh giác. Họ đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa để tránh mất điện hệ thống. Cuộc phóng tên lửa Ariane đã được hoãn lại. Trong vòng 2 ngày, mọi chuyện sẽ trở lại bình thường. Xin đừng quên sao lưu dữ liệu máy tính để phòng trường hợp mất mát. Chúc quý vị một buổi tối tốt lành. Très belle soirée à vous.